Dạ con chào má Tư. Trời ơi. Chào má Tư. Má Tư mới đến luôn rồi cả nhà. Chào má Tư. Hà Vinh Vlog chào má Tư nha. Má Tư. Hà Vinh Vlog chào má Tư nha. Quang Vlog chào má Tư Ồ, má Tư vô nhà luôn rồi. Má Tư à. Dạ, hiện tại thì má Tư cũng vừa vào bên trong cả nhà, cũng như là thắp nhang cho bác Năm. Đó, chú Chánh đang cười rất là tươi, anh Pha và Thành Mỹ. Kèn bé buồn rồi cả nhà. Dạ chúc má Tư thật là nhiều sức khỏe nha má Tư. Dạ má Tư, con luôn luôn là theo cái dõi cái pha cái kênh YouTube của má Tư. Dạ, YouTube của má Tư nổi tiếng quá trời Dạ. Má Tư sắp đạt lúc vàng rồi. Dễ gì? Dễ gì? Tụi con vẫn ở đây rồi để ủng hộ rồi chị Hồng Loan và vẫn luôn theo dõi má Tư. Tụi con ok cảm ơn rất các con nhiều sức nha. khỏe. Rồi Dạ, để cho má những cái Tư này của cho con con chụp với má Tư luôn đó. Đây vẫn chụp đâu bên đây đây má Tư có khen luôn thì ba à má Tư có má là một chị đến từ người Đồng Nai đó má Tư. Bộ đất bộ này đẹp quá đẹp quá đẹp chết được thôi chị nhiều chứ ở đúng nghe là luôn vậy nó đẹp. Cái chị đến từ Đồng Nai cả nhà. Được chưa được chưa chưa có dưới là có dưới mình thả tim cái ra đi. Dạ nhiều khi chụp đó nó gần quá không chị, để em đứng xa xa chụp cho nó rõ. Má về nhà mình nó vui trong một ngày luôn hả? Kết thúc công việc rồi xong bây giờ về nhà bên bên này luôn hả? Về bên Phú Nhuận mình luôn hả má Tân? Về rồi sống rồi chứ không có về nhà. Không gặp được anh hả? Thôi gặp chi mới được gặp hoài quá không gặp nữa má Tư dễ thương quá má Tư ơi. Không, năm nay mới về đâu có thời gian đâu. Con ở gần chỗ Tân Châu hả? Dạ đúng rồi, con ở ngay Tân Châu là ngay ở đâu? Con ở số 13 đi lên đi xíu. Quê ngoại con ở chợ Lê Hồng Tư hồi xưa má Tư. Chợ Lê Hồng Tư á, Tân Châu á. Dạ. Má Tư biết không? Má ở ngay đằng Pháp của Tư Hoành á. Dạ. Hà Vinh Vlog và dòng sự kiện chào Quang Vlog là cũng ở gần nhà của má Tư luôn á. Dạ má. Má Tư hôm nay má Tư lên những cái bài viết á mà cái con voi con nó bây giờ nó tắt tiếng luôn á má Tư. Tắt tiếng rồi. Tắt tiếng luôn. Má chửi hay quá. Má ơi, bữa trước má lên cái vụ mà gì mà cái giấc mơ của má đó bi kỳ quá. Cái đó không phải là giấc mơ cơ mà nó thật á chứ. Thật luôn má. Con nghĩ đúng luôn á. Cái mỗi cổ mới cổ 40 ngày thì nhờ cái sư cô đủ cho hay không phải hả má có ra cái đó là đúng rồi đó má Tư mà má không có hỏi cô sư cô đó đâu mà ta cũng giấu và cô thì đẹp người lắm già cũng đã đóng chào má Tư nha rồi đó má già má Tư nhiều sức khỏe nha này á má Tư nhiều quá phải má chuẩn bị đi côn đảo cúng cô sáu ủa khi nào má Tư khi nào má đi chưa biết thằng cháu Tư nhớ coi là chim cho anh em con rồi nha. Dạ. Ra ngoài thì má sẽ kể con câu chuyện má lần đầu tiên má ra cung đảo á. Dạ. Cô về cô chứng đẹp rồi đó. Hồi xưa má có đi cùng với cậu Năm không? Má ơi má lên má hát hay quá. Chào má Tư nha. Hồi đó hát hay mà cậu đâu có cho hát đâu. Giống má Tư gì. Cậu em về hát luôn. Má Tư nha. Má Tư chia sẻ rất là nhiều nha cả nhà. Phải nói chiều nay má Tư đến cái nhà má Tư rất là vui luôn đó, anh em quay và chia sẻ cả nhà mình thấy thấy rất là vui luôn cả nhà đó. À, má Tư đến đây và chia sẻ rất là nhiệt tình cũng như là yêu thương mọi mến gì Hồng Loan đó nha. Đây thì chiếc xe 16 chỗ đang đến đây cả nhà. Là Minh Nhật chuẩn bị nem 5 ly nước cho cả nhà. Anh
À, bên Nhật đây đấy nha. Chánh đừng có hoài, chánh à. Gửi anh chánh khoa nè. Gửi anh chánh một ly, anh khoa một ly. Ly nè thắp nhang nè anh. Ly nè thì để em quên thắp nhang cho chú Đồng Đại Vinh. Rồi, cho em vô. Lần thờ bất nằm ở cả nhà. Thôi lucky đi cầu thang được luôn cả nhà. Không đi trà sữa cả nhà. Nên vô cúng cho bất tâm một ly. Một ly anh gửi cho các anh em có theo. Nhật tôi có cảm nhận gì không anh Nhật? Rất là vui vẻ. Anh vào bên trong này thắp nhang được mấy lần rồi anh? Thank you.